chùa không lối thoát. Mai cho người đấy. Chết thì tôi. Hả? Căn phòng này lạ quá nhỉ? Mình chưa bao giờ biết đến. Chắc chắn phải có đồ ăn đây. Ơi, trời ơi, ơi. Ây da. Mình bị rơi xuống đâu đây? Gạo ở đâu mà nhiều thế này? Không có gì đáng lo cả. Trong cái rủi lại có cái may. Cảm ơn trời Phật. Chưa bao giờ được ăn no thế này. Thích quá. Thôi thì cứ đánh một giấc, rồi mai đi cũng chưa muộn mà. Trèo lên trên đó thì khó gì đâu. Lúc nào muốn đi chả được. Cứ ở đây ăn no rồi ngủ, có phải sướng hơn không? Mình phải đi thôi đã. Ở đây một tuần rồi, ra ngoài bây giờ lại phải vất vả đi kiếm ăn. Mà con mèo trình trập kiếm được miếng ăn cũng phải bỏ hơi tai. Thôi kệ, cứ ở đây ăn no nay đã rồi tính sao. Mình đã ăn hết gạo trong thùng này rồi, đến lúc phải ra ngoài thôi. Lẽ nào mình không thể ra khỏi đây sao? Mình sẽ sống suốt đời ở đây sao? Ôi trời ơi, con chuột khốn kiếp, đang hết gạo trong thùng rồi. Trong cuộc sống, đôi khi cái giá phải trả cho sự nhàn hạ sung sướng chính là mạng sống của mình. Chúng ta cần phải biết tự bỏ những lợi ích trước mắt để tiến tới mục đích lâu dài. Đừng vì quá tham lam rồi đến lúc hối hận cũng không kịp. Miếng bánh ngọt ân tình. Chỉ mất vài phút thôi, đôi giày sẽ bóng loáng. Ta không có nhu cầu đâu, cháu đi chỗ khác đi. Cô chú có muốn... Thằng bé kia, ra ngoài mau, cấm lãng vãng trong này. Vâng ạ. Tội nghiệp thằng bé. Anh phục vụ ơi. Dạ, anh cần gì ạ? Anh đem cho cậu bé kia một chiếc bánh ngọt giúp tôi. Trông nó có vẻ đói lắm. Anh không cần phải làm thế đâu ạ. Bọn trẻ lang thang, đói rách ở phố này nhiều lắm. Anh để ý đến chúng làm gì? Anh
anh cứ đưa bánh cho thằng bé hộ tôi. Tùy anh vậy. Thằng bé làm gì ở mãi đây vậy nhỉ? Chú ơi! Ôi! Ông bạn quý của tôi, lâu lắm mới gặp. Hùng, Hùng đấy à, dạo này anh sao rồi? Tôi khỏe, tôi có việc ghé qua thành phố này. Vậy mời anh vào nhà tôi chơi. Nào, ta đi thôi. Nam này, nãy giờ anh có để ý không? Một thằng bé cứ lẻo đẻo theo chúng ta suốt cả đoạn đường. Liệu nó có ý đồ gì không? Sao cháu cứ theo ta mãi vậy? Cháu cần ta giúp gì à? Dạ, không ạ. Cháu chỉ muốn gặp được chú để nói lời cảm ơn. Cháu cảm ơn chú vì miếng bánh ngọt chú đã cho cháu ở quán cà phê ạ. Ồ, hóa ra... Chúc chú một ngày tốt lành. Quá ra cậu bé đợi chờ và đi theo mình chỉ để nói một lời cảm ơn thôi. Không phải bà quên. Nhất bà Hoa nhé. Lần này ra thành phố ở với con tha hồ mà ăn mặc sung sướng. Từ giờ hết cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi cũng không nghĩ là cháu nó lại đón tôi lên thành phố ở cùng. Quan trọng là được sum vầy cùng con cháu thôi bà ơi. Sao đợi cả tiếng đồng hồ mà không thấy thằng Quân ra đón? Liệu nó có gặp chuyện gì không? Mẹ, con xin lỗi đã đến muộn. Hôm nay cơ quan con có cuộc họp không về sớm được. Còn nhà con thì bận đi đón bé My. Mẹ cứ lo con gặp chuyện gì, không sao là tốt rồi. Mẹ nhanh lên xe còn về, đường tan tầm hay kẹt xe lắm. Ê, để bà múc cho con. Bà xin lỗi, tại bà vô ý. Khổ thân con tôi. Mẹ phải cẩn thận một chút chứ, thế này thì có chết không? Thôi nhanh đưa con vào rửa nước lạnh, để em còn xịt thuốc bỏng cho con, nhanh lên. Con có chút việc bận, lát mẹ đi đón bé My giúp con nha. Có việc gì cứ đi đi con. Trường mầm non gần nhà, mẹ đón cháu rồi về luôn, đừng có đi đâu, nguy hiểm lắm. Mẹ nhớ rồi. Bà ơi, bà có việc gì không? Tôi đi đón cháu nội chú ơi. Hóa ra bà đi đón cháu, mà bà ra sớm thế làm gì? 30 phút nữa mới tan trường mà. Ôi thế à chú. Bọn trẻ bây giờ học gì mà nhiều thế, gần 5 giờ chiều rồi còn chưa tan học. Muộn thế này chắc con bé đói lắm rồi đây. Thôi mình đi mua cho nó mấy cái bánh rán, nó ăn cho đỡ đói. Sao bà quay lại muộn thế? Tôi đi mua cái bánh, bị lạc đường, giờ mới tìm được đường quay về. Trường tan lâu rồi bà ơi, các lớp về hết rồi. Trời, thật vậy hả? Còn cháu nào trong trường không chú? Tất cả học sinh về hết rồi bà ơi, trong trường không còn ai cả. Trời, thế con bé đi đâu? Phải làm sao bây giờ? Tìm con bé ở đâu đây? Tất cả là tại anh.
đang yên đang lành lại đón bà ra ngoài này làm gì? Em đừng có làm mọi thứ rối bời thêm nữa. Bé My đã ở nhà rồi, giờ quan trọng là phải tìm được mẹ. My, thế khi con tan trường có thấy bà ở cổng không? Không ạ, con đợi mãi mà chẳng thấy bà đâu cả. My, My ơi. Mẹ, mẹ đi đâu mà chúng con tìm mãi không thấy? Con không yên tâm nên đã dặn mẹ là phải đi đón con bé rồi nhanh mà về. Thế mà... Mẹ xin lỗi. Mẹ chờ con bé không thấy nên... Không thấy thì mẹ phải đợi chứ. Mẹ xin lỗi. Mẹ đợi cái My một lúc không thấy nên mẹ tranh thủ đi mua cái bánh rán cho nó. Mẹ sợ con bé bị đói. Mẹ xin lỗi. À, bánh rán. Bà ơi, bà mua bánh cho con ạ. Con thích lắm. Bánh của cháu đây. Bà sao thế? Bà không sao. Có thể mai bà sẽ về quê vì có chút việc cháu ạ. Người anh nhà quê. Ông ơi, sao đỡ bỏ mẹ con tôi ra đi sớm thế? Ông ơi, tôi phải làm gì để nuôi hai con ăn học bây giờ? Nếu chúng nó phải nghỉ học thì người làm mẹ như tôi sẽ khổ tâm lắm. Mẹ, khuya lắm rồi sao mẹ không ngủ? Để mai đăng tiếp đi mẹ. Sao giờ này mà con vẫn còn thức? Mẹ phải đăng nốt để mai giao cho người ta còn có tiền đóng học cho các con. Từ mai con sẽ nghỉ học, con sẽ đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em ăn học. Sao thế được? Con phải đi học chứ. Ba mất rồi, một mình mẹ làm sao nuôi nổi hai anh em con ăn học. Con lớn rồi, con sẽ đi làm. Còn em Hậu, nó cần phải được đi học mẹ ạ. Ôi, Hùng ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ đừng lo, con không sao đâu. Con cũng đâu có thích đi học. Thằng Tèo nói, nhà ông luôn thuê cả trẻ con làm việc. Con sẽ đến đó làm, mẹ cứ để con đi. Khổ thân con tôi. Hôm nay con được 10 điểm đó. Qua, em trai anh giỏi ghê ta. Ngày mai anh hai sẽ mua đồ chơi cho em nha. Hoan hô anh hai. Ráng học giỏi để không phụ lòng anh hai nghe con. Anh hai vì con mà hy sinh rất nhiều đó. Sau này lớn lên, em sẽ nuôi anh hai. Anh hai ha, nhớ lấy nha cu cậu. Hay chỉ giỏi lẻo mép. Đến nơi rồi mẹ. Chú Hậu tổ chức đám cưới ở đây nè. Cả đời mẹ chưa bao giờ được đến nơi nào sang trọng như thế này con à. Cả bộ đồ đang mặc nữa, mẹ cứ thấy sao sao ấy. Đồ chú ấy gửi về biếu mẹ, mẹ phải mặc cho chú ấy vui chứ. Nhà mình có phúc nên chú Hậu mới giỏi giang thành đạt thế này đấy. Mẹ, anh hai. Sao bây giờ mẹ với anh hai mới đến? Khách khứa họ sắp đến đủ cả rồi. Lần đầu tiên lên thành phố nên anh cũng hơi bỡ ngỡ, tìm mãi mới được đường đến đây. Chú thông cảm, em đã vẽ đường thế rồi mà. Mà hôm nay đám cưới của em, sao anh hai ăn mặc kỳ vậy? Em đã gửi đồ về cho mẹ với anh hai rồi mà, anh hai không nhận được sao? Anh nhận được rồi, nhưng những đồ như thế anh mặc không quen, cứ thế này cho thoải mái. Khách khứa đến đây ai cũng ăn mặc lịch sự. Anh mang tiếng là anh trai của chú rể, lại xuề xòa thế này thì... Nỗ lực giảm cân cho vợ. Thế nào, ông dạo này thế nào? Còn bị ông Trương đè nén nữa không? Tôi đã bảo ông chuyển đi chỗ khác mà làm. Làm việc ở đấy không làm được đâu. Đó là ông không thích nghi được thôi.
chứ tôi vẫn làm tốt mà. À, mà bà Thi vợ ông đó dạo này nhìn có vẻ khác ha. Nhìn cô ấy tròn hơn hồi xưa. Hôm trước nhìn thấy ngoài đường mà tôi không nhận ra nữa. Ui dào, vợ ông thì khác gì vợ tôi mà cười. Thì đó là tôi không chú trọng thôi, chứ tôi mà bắt cô ấy giảm cân thì lại đâu vào đấy thôi. Ui dào, vợ ông thì có mà giảm đằng trời. Ơi này, ông có dám đánh cuộc với tôi không? Nếu một tháng nữa vợ tôi với vợ ông ai giảm được nhiều cân hơn thì người kia phải khao nha. Được, tưởng gì chuyện đó thì đơn giản. Ôi trời ơi, cái ông kia có về ngay không hả? Ngày nào cũng bảo làm thêm. Làm thêm thế này đấy hả? Thôi, vợ tôi nó phát hiện ra rồi. Tôi về đây, ông nhớ bộ cá cược đấy. Ơ, này, từ từ đã. Cái thằng trông thế mà hèn. Đây, anh đặt ở đây cho tôi. Thôi, chào anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Anh mua cái gì thế? À, anh mua cho em cái máy tập chạy, tập giảm cân tốt lắm đấy. Ôi, em cũng cố thử nhiều lần rồi, không ăn thua gì đâu. Đấy là em tập không đúng cách thôi. Em cứ nghe anh, tập với cái máy này, đảm bảo chỉ một tuần thôi là em thấy khác ngay. Vậy hả? Thế thì tập luôn, tập luôn. Nào, xong chưa? Đợi em một tí. Xong rồi. Máy với chạm móc khó chết đi được. Thôi em chịu thôi, không tập nữa đâu. Ấy kìa, đấy là em chưa quen thôi, phải cố lên chứ. Nào, thử lại lần nữa đi. Nào, uống đi. Thôi hôm nay tôi khao ông. Tôi bó tay với vợ tôi rồi. Thế ông bảo vợ ông giảm cân thế nào? Không ăn thua hả? Thì tôi đăng ký cho cô ấy một lớp tập aerobic. Nhưng mà tập về cô ấy lại ăn nhiều hơn, ăn khỏe hơn. Thế là đâu lại vào đấy ông ạ? Hay, nàng giải quá. Thế vợ ông thế nào? À, tôi mua cho vợ tôi cái máy tập chạy. Ngày nào cũng bắt cô ấy tập ở nhà. Vậy hả? Thế có hiệu quả không? Thì đấy, chạy một tháng rồi, cô ấy mới chỉ giảm hỏng 4 cái máy thôi. Còn giảm cân thì nửa cân cũng chẳng giảm được. Hả? Đuôi công, cánh cò. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Hôm nay chẳng có ai xem mình múa thế này. Mình phải đi khoe mọi người cái đuôi công rực rỡ của mình mới được. Này thỏ, cậu thấy cái đuôi của tôi thế nào? Ồ, nó thật đẹp anh công ạ. Tất nhiên rồi, ai như cậu chứ. Cái đuôi thì cục lủng, cái tai thì dày ngoằn, thật là mất cân đối. Tôi... Thôi, cậu cứ ở đó mà nhổ cà rốt đi. Tôi phải đi nhảy múa ca hát cho mọi người chiêm ngưỡng cái đuôi tuyệt hảo của tôi. La 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 la. La 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 la. Wow. Này khỉ, cậu đã bao giờ nhìn thấy ai có cái đuôi đẹp như tớ chưa? Chưa bao giờ tớ nhìn thấy cái đuôi đẹp như thế. Nó cứ như một bức tranh ấy. Đúng vậy, cậu có mơ cả đời cũng không đẹp được như tớ đâu. Sao trên trời lại có người xấu xí như cậu chứ? Da thì xám xịt. Thôi, tớ đi đây. Ngay cả bản thân mình cũng không tin được vào vẻ đẹp của mình nữa. Bảo sao ai cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của mình hết.
Nè con, cậu gọi tôi. Đúng vậy, tôi lộng lẫy như thế này mà cậu không nhìn thấy tôi sao? Có, tôi có nhìn thấy chứ. Có nhìn thấy tôi mà sao cậu không có động tĩnh gì thế? Ai ai nhìn thấy tôi cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ cơ mà. À, tôi biết rồi, chắc là cậu ganh tị với tôi chứ gì. Tại sao tôi phải ganh tị với cậu chứ? Hãy nhìn đuôi của tôi xem, những chiếc lông của tôi tỏa sáng đủ các sắc màu, trong khi lông của cậu chỉ đơn điệu với một màu trắng không chút hoa văn. Điều đó thì đúng, nhưng tôi cũng có điều mà cậu không có. Điều mà tôi không có ư? Làm gì có điều đó. Nhìn đây. Cậu đã thấy chưa? Tôi có thể bay cao giữa các đám mây, và tôi có thể thấy tất cả những vẻ đẹp kỳ diệu của trái đất, trong khi bạn chỉ sống dưới mặt đất như bất kỳ con gà nào khác mà thôi. Chớ có vội cười, tôi sẽ bay cao lên cho cậu xem. Tấm lòng bị bỏ quên. Các em thân mến, chúng ta vừa xem đoạn phóng sự về cuộc sống nghèo khó của các bạn nhỏ vùng cao. Các em thấy thế nào? Cô mời một bạn phát biểu cảm nghĩ. Thưa cô, em thấy các bạn ấy thật tội nghiệp, cùng trang lứa với chúng em mà thiếu thốn đủ thứ. Cô cảm ơn em. Còn Thảo Anh, em thì sao? Dạ, thưa cô, em cảm thấy rất thương các bạn ấy. Mùa đông sắp tới rồi, chắc các bạn ấy lạnh lắm. Được rồi, cảm ơn em rất nhiều. Vậy các em có muốn cùng nhau chung tay quyên góp, ủng hộ để giúp đỡ các bạn ấy không nào? Có ạ. Tốt lắm, trường ta đang phát động phong trào quyên góp ủng hộ các bạn nghèo vùng cao. Các em có thể giúp đỡ bằng tiền hoặc những sách vở, giấy báo các em không dùng nữa. Các em hãy tập hợp lại và mang tới. Nhà trường sẽ gom góp lại và mang đi bán, mua áo ấm cho các bạn nghèo vùng cao. Vậy hạn nộp là bao giờ vậy thưa cô? Hạn nộp là sang ngày thứ bảy. Các em nhớ nha. Mẹ ơi, trên kệ sách của mẹ có sách báo nào bỏ đi không dùng nữa không hả mẹ? Để làm gì vậy con? Con xin để làm giấy vụn nộp cho nhà trường, gây quỹ ủng hộ các bạn nghèo. À, ra vậy. Con vào phòng mẹ, ở góc tủ bên trái có một chồng sách vở mẹ bỏ đó. Con lấy chỗ đó mà mang đi nha. Dạ. Wow, bạn Thảo Anh gom được nhiều thật đó. Kiểu gì cũng được tuyên dương cho mà xem. Tớ không mong được tuyên dương đâu, chỉ mong những người bạn vùng cao của chúng ta sẽ có thêm áo ấm cho mùa đông này thôi. Gì vậy? Chẳng lẽ đống sách báo quyên góp vẫn còn ở đây? Không phải cô giáo bảo sẽ chuyển đi bán ngay để gây quỹ ủng hộ các bạn nghèo hay sao? Sao? Sao chúng vẫn còn ở đây? Mẹ ơi! Có chuyện gì thế con? Mẹ ơi! Hôm nay con thấy đống sách giấy báo loại mà trường con quyên góp từ tháng trước vẫn còn nguyên trong nhà kho. Thế mà... Vậy sao? Con có chắc không? Chắc mà mẹ, con còn nhận ra bao tải của con nằm lăn lóc trong đó nữa mà. Mẹ ơi, trời lạnh rồi, các bạn ấy sẽ không có áo ấm. Mời chị uống nước à? Vâng, cảm ơn cô giáo. Thưa cô giáo, hôm nay tôi đến đây xin gặp cô giáo. Trước là hỏi thăm tình hình học tập của Thảo Anh. Sao tôi có chuyện riêng này xin thưa với cô giáo? Chuyện gì xin chị cứ nói, tôi đang nghe đây ạ. À, hôm qua con bé nhà tôi trở về nhà với bộ dạng buồn bã, hình như nó đã khóc. Tôi gặng hỏi mãi nó mới nói rằng
Nó vô tình nhìn thấy đống bao tải sách giấy loại mà tháng trước cả trường quyên góp để gây quỹ cho trẻ em nghèo vẫn còn nguyên trong nhà kho. Điều đó có lẽ đã làm cho con bé thấy tổn thương khi nó đã đặt cả tấm lòng vào việc này. Con bé đã hy vọng rất nhiều rằng hành động nhỏ bé của nó sẽ giúp đỡ thiết thực, đem đến những manh áo ấm cho các bạn nhỏ vùng cao một cách kịp thời. Tôi hiểu thưa chị. Chúng tôi đã sơ sót rồi. Thật ra nhà trường đang định tới đây tổ chức thêm một đợt quyên góp nữa, rồi đi gửi luôn một thể. Chị yên tâm, tôi sẽ lập tức nói chuyện này với giám hiệu nhà trường để chuyện này được giải quyết ngay lập tức. Cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, tôi tin điều đó. Cảm ơn cô giáo. Biết tin này con bé sẽ rất vui. Lương y vẫn như từ mẫu. Đau quá mẹ ơi. Khổ thân con tôi. Còn đau lắm phải không? Để mẹ xem nào. Mẹ ơi, đau quá. Mẹ sẽ đưa con lên bệnh viện. Con sẽ hết đau ngay thôi. Cố lên con. Bác sĩ ơi, cứu con tôi với. Con tôi bị đau quá. Nhanh lên, anh ta mất nhiều máu quá. Mọi người tránh đường. Cấp cứu, cấp cứu. Cô ơi, con trai tôi. Chị đợi một lát đi, chúng tôi đang cấp cứu. Con đau quá. Mẹ ơi. Con cố chịu đựng thêm một tí nữa. Các bác sĩ sắp tới rồi. Tội nghiệp quá, cháu nó bị sao vậy cô? Con tôi, nó đau bụng từ trưa tới giờ. Vừa vào đây thì bác sĩ bảo đợi. Tôi lo quá. Khổ, hay là cô thử chi ít tiền rồi nói người ta ưu tiên khám trước cho xem. Sao lại thế hả bác? Nhưng mà tôi chỉ đem đủ tiền mua cái phiếu khám thôi. Lấy đâu ra mà phong bao với phong bì? Thế thì khó đấy. Con ơi, làm thế nào bây giờ? Ôi! Thằng bé sao thế? Cháu nó đang đau ốm thế này, chị lại định bế cháu đi đâu hả? Cháu nó bị đau bụng càng ngày càng dữ dội hơn. Sao lại sốt cao thế này? Mau đưa cháu vào khám ngay. Con tôi thế nào rồi hả bác sĩ? Cháu bị viêm ruột thừa, chúng tôi đang chuẩn bị mổ gấp. Thế mà cô lại định ôm cháu chạy đi là sao? May mà lúc đó tôi đến kịp. Mà lạ thật đấy, sao chị đến bệnh viện mà còn định bỏ đi? Tôi đưa con đến bệnh viện. Nghe người ta bảo là phải có tiền, phong bì thì họ mới cấp cứu nhanh. Và nhà tôi thì nghèo. Nhất thời tôi định đi bán ít máu để lấy tiền. Chị không nên có suy nghĩ đó. Lương y vẫn như từ mẫu. Chúng tôi luôn muốn bệnh nhân của chúng tôi tin tưởng điều đó. Đó mới là động lực để chúng tôi làm việc. Tôi xin lỗi bác sĩ, nhưng còn số tiền phẫu thuật cho cháu, tôi... Bệnh viện này vốn có quỹ nhân đạo. Tôi sẽ nói chuyện với giám đốc bệnh viện để xin xuất mổ miễn phí cho cháu. Cảm ơn, tôi xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nếu không có những người như bác sĩ, không biết con tôi sẽ ra sao nữa. Không có gì, cứu người là bổn phận và trách nhiệm của người thầy thuốc chúng tôi mà. Thủ phạm bất đắc dĩ. Không phải cháu. Bỏ cháu ra đi. Bỏ chị cháu ra đi. Có chuyện gì mà ở kia tụ tập đông thế nhỉ? Mình phải lại đó xem mới được. Bỏ chị cháu ra. Đi, hãy đưa mày đến quan phủ mới được. Có tí tuổi đầu mà đã ăn trộm rồi. Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì thế? Con bé này dám ăn trộm ngọc của tôi, tôi phải đưa nó lên quan phủ thôi. Cháu bé, cháu mấy tuổi rồi?
Dạ, cháu 7 tuổi ạ. À. Còn đây là em cháu, nó mới 4 tuổi thôi. Hai đứa trẻ còn nhỏ quá, chắc có gì đó hiểu lầm. Xin phu nhân rộng lượng bỏ qua cho. Không được, không thể bỏ qua được. Phải đưa chúng lên quan phủ thôi. Có phải cháu lấy trộm ngọc của vị phu nhân này không? Dạ. Đó, ông thấy rồi đó. Chính nó đã nhận rồi. Nhìn đứa bé không giống lũ trẻ ngỗ nghịch. Chắc là có quẩn khúc gì đây. Chị ơi. Đi, đi lên quan phủ nào. Khoan đã. Thưa phu nhân, bà có tận mắt nhìn thấy đứa trẻ này trộm ngọc của mình không? Tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng rõ ràng miếng ngọc bội này là tôi để trong túi. Thế mà loáng một cái, đã vào tay nó rồi. Thế trước đó bà để ngọc ở đâu? Bà để lại tôi xem nào. Đây nè, tôi để trong tay nãi này nè. Cháu thử với tay lên tay nãi của vị phu nhân này xem nào. Dạ. Đấy, các vị thấy đấy. Đứa bé này không thể với tới cái tay nãi, làm sao lấy miếng ngọc được chứ? Đúng là không thể với tới mà. Chỉ có thế mà bảo nó không lấy trộm ngọc của tôi sao? Vô lý. Thế tại sao miếng ngọc lại ở trong tay nó? Chắc là nó có mánh khóe gì rồi. Không lên thôi nữa, bỏ lên quan đi. Bà ơi, miếng ngọc lại rơi rồi này. Lúc nãy em trai cháu đã đưa ra miếng ngọc này phải không? Dạ. Sao? Sao lại thế chứ? Đơn giản vì tay nãy của bà ấy bị thủng, miếng ngọc từ đó mà rơi ra. Hai chị em chúng chỉ là nhặt được thôi. Ơi, ra là thế. Vậy mà cứ tưởng. Chưa gì đã đổ tội cho hai đứa bé rồi. Ơ nhưng tại sao nó nhận là lấy trộm của tôi chứ? Cháu nói đi. Gì? Nó là em của cháu. Nếu cháu không nhận, họ đánh em cháu thì sao ạ? Chị ơi, em thương chị lắm. Không sao rồi, chị không sao rồi. Bà thấy đấy, đôi lúc những gì ta thấy chưa hẳn đã là sự thật 100%. Chút nữa thì bà đã đổ oan cho hai đứa trẻ thật thà, đáng thương rồi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi đã quá nóng vội, hồ đồ nên không suy nghĩ thấu đáo được. Tỉnh ngộ. Các bác mua hồng đi ạ. À, hồng nhà tôi ngon và ngọt lắm. Hàng đâu mà còi cọc bé tí tẹo thế? Quả vừa bé lại còn xanh nữa chứ. Ừ, hàng xấu thế này có bán rẻ cũng chẳng ai mua đâu. Dạ, cảm ơn bác. Lần sau bác quay lại mua hồng nhà em nhé. Hồng ngon lắm bác ạ. À, mời bác nếm thử. Năm nay mưa nhiều, sâu bệnh hoành hành dữ quá mà sao hồng nhà bác vẫn mọng nước chín đỏ thế kia. Cũng chỗ bán buôn, tôi nói thật, tất cả là nhờ thuốc trừ sâu đấy ông ạ. À, đợt không sao, ông cứ thử dùng mà xem, hiệu quả lắm. Nhưng sau 2 tuần nữa cũng là tới vụ hồng chín muộn rồi, phun thuốc bây giờ độc lắm. Không sao, không sao, mấy hôm nữa hồng chín đỏ rực, ai biết lấy là đâu. Với lại, hồng bán đi bao nhiêu nơi, mỗi người ăn vài quả không chết đâu mà sợ. Cái chính là hồng nhìn ngon mắt, ai chẳng muốn mua. Không được, thế là làm ăn không có lương tâm. Nhưng nếu không làm vậy, lấy đâu ra tiền trả nợ, đủ các khoản phân bón, công xá từ đầu vụ bây giờ. Trong ngày hôm nay các anh cố gắng phun hết vườn cho tôi. Hãy
May mà vụ hồng chín muộn lại được mùa. Alo, trời ơi, sao lại vậy? Con bé ra vườn trải hồng ăn. Bác sĩ bảo ngộ độc thuốc trừ sâu với hàm lượng lớn. Còn cái đống hồng mới phun thuốc của ông sẽ hại bao nhiêu người nữa. Chỉ vì mình tham chút lợi nhuận, còn may là mình chưa kịp đem bán. Có cách nào để trồng lại những quả hồng ngon lành mà vẫn không phải sử dụng thuốc trừ sâu không? Mình tưởng lũ chim sợ thuốc trừ sâu đã bay đi hết rồi chứ. Phải rồi, sao mình không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Mỗi loài đều có một thiên địch riêng. Trước đây có rất nhiều loài chim sâu, nhưng mình và mọi người sử dụng thuốc quá nhiều, nên bây giờ các loài chim bỏ đi hết. Lũ sâu mới hoành hành thế này, thử làm tổ cho chúng trên những chặt cây xem sao. Ôi, đúng là những quả hồng được trồng tự nhiên có khác, ngọt quá. Hôm qua các mối hàng trên thành phố trả lại nhà tôi gần 20 thùng hàng. Vì qua khâu kiểm dịch, người ta phát hiện hàm lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép đó. Vườn hồng của tôi năm nay có rất nhiều đơn đặt hàng từ các nhà máy với sản lượng lớn. Chưa kể các chợ và nhà buôn lớn nhỏ khác cũng đang liên hệ trở thành khách hàng lâu dài với tôi. Họ nói khách hàng rất ưa chuộng những quả hồng được trồng tự nhiên. Tôi nghĩ ông không nên dùng nhiều thuốc trừ sâu nữa, mà nên áp dụng phương pháp dùng thiên địch của tôi. Sắp tới tôi sẽ cho thử nghiệm nuôi kiến vàng để trừ rệp. Ba ơi! Ba! Hôm nay ba con ta sẽ cùng nhau đi hái những quả hồng ngon nhất khu vườn này nha. Và ta chắc mẹ con sẽ cho chúng ta thưởng thức món mứt hồng tuyệt vời nhất thế gian này. Hay quá! Và chúng ta sẽ nghe những chú chim hót phải không ba? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!